Dạ vâng ạ, em xin chào cô chú anh chị đang xem kênh YouTube Shop Hiếu Nhật Bãi. Hôm nay thì em sẽ lên sóng giới thiệu đến quý anh chị 3 chiếc bếp mắt ếch ạ. Những cái mẫu mắt ếch rất là đẹp đang có sẵn hàng tại kho nhà em. Đợt hàng này về thì em giật về rất là nhiều cái mẫu mắt ếch như thế này, bởi vì có khá nhiều anh chị đã hỏi em về những cái dòng này, nhưng mà đợt hàng trước thì em về không có được nhiều, về được 1-2 chiếc thôi. Thì hôm nay về nhiều hàng để quý anh chị có sự lựa chọn khác nhau về màu sắc nhé. Đầu tiên là chiếc bếp B1 đến từ thương hiệu Osaka, dòng mắt ếch màu trắng tinh khôi, phần phía trên của nó thì màu hơi ghi ghi một chút ạ, ánh kim tuyến lấp lánh nhé. Tại vì sao mà bếp mắt ếch thì lại nhận được cái sự ưu ái đặc biệt của quý khách hàng? Nói đơn giản là thứ nhất là mặt của nó là mặt kính á, mặt kính đấy các bác nhá, mặt kính này, mặt kính thì dễ vệ sinh này, dễ lau chùi, không có bị trầy xước trong quá trình sử dụng, và nó là cái dòng bếp mà đa tính năng, có nhiều tính năng để hỗ trợ nấu nướng. Ví dụ như là chế độ tự động nấu cơm, tự động nấu cháo, có phím cài đặt nhiệt độ ngắn, thời gian ngắn là 3 phút này, 10 phút này, cài đặt được nhiệt độ chiên rán từ 160, 180 lên đến 200. Bếp bên tay phải của em thì sẽ có phím 3S, phím 3 giây đấy ạ. Phím 3 giây, nhấn vào đây 3 giây thì lửa sẽ cháy liên tục và không ngắt, để tắt cái chế độ cảm biến chống cháy nồi đi. Chiên rán, chiên xào không bị lửa ngắt nhá. Và có đồng hồ hẹn giờ này, đồng hồ hẹn giờ của bếp nấu này, đồng hồ hẹn giờ của bếp nướng á, cộng là tăng, giảm là trừ. Lò nướng trước này là lò nướng 2 tầng lửa. Đấy, khay nướng thì rất là đẹp, nội thất lò nướng các bác nhá. Nội thất lò nướng rất là đẹp đây, vô cùng xuất sắc luôn. Mua những cái chiếc bếp như thế này thì cực kỳ đảm bảo. Phím D là công tắc bật bếp này, phím D là công tắc bật bếp. Khay chờ pin thì nằm ở bên góc trái của bếp. Mình điều chỉnh cần gạt to nhỏ ở đây để điều chỉnh lửa nhá. Chiếc này cũng tương tự như thế. Đó, biểu tượng hình con cá ở đây là cái túp năng của lò nướng, còn hai bên này là của bếp nấu ạ. Em nói đầu like là chiếc bếp này thì có các tính năng an toàn, là mọi trường hợp tắt lửa thì đều sẽ khóa ga. Nước trào, nước cạn, gió thổi, kho cá, kho thịt, luộc ngô, luộc khoai, nhưng không có tại vị trí bếp thì cạn nước, cạn nồi, bếp cũng sẽ tự động tắt lửa. Tắt lửa xong thì sẽ khóa ga luôn. Đấy là các tính năng an toàn, và kèm theo các cái tính năng thông minh khác để hỗ trợ trong quá trình nấu nướng. Đặc biệt là cái dòng này là cái dòng họng đúc nguyên khối này. Các bác cùng quan sát với em thì em bỏ cái mặt của cái chiếc bếp này ra này. Chị ơi giúp em một chút, nâng cái này ra giúp em nào. Đây các bác chờ một chút để em nhờ chị nhà em sẽ bê cái nội thất của cái chiếc này ra, bê cái mặt này ra này. Đây, chị bê ra giúp em, chị chờ giúp em vài giây thôi để em quay cho khách xem. Đây, đây là nội thất của cái chiếc bếp mà dòng mắt ếch như thế này các bác nhá. Nội thất rất là đẹp đúng không ạ? Đây, hai cái vị trí mà em muốn chia sẻ đến các bác là hai cái dòng họng đúc nguyên khối này. Đây, cái dòng họng đúc nguyên khối này, độ bền cao, dòng nồi đồng cối đá siêu bền, và lửa thì siêu xanh luôn, rất là đẹp. Đẹp từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong các bác nhá. Đây, các bác quan sát giúp em này, vô cùng xuất sắc luôn. Ngay bây giờ thì em sẽ đậy cái chiếc nắp này lại để các bác biết chi tiết bên ngoài này. Rồi em cảm ơn nha. Bo chia lửa thì chiếc này thì sẽ là bằng hợp kim nhôm nguyên khối ạ. Bằng hợp kim nhôm nguyên khối này. Đó, rất là đẹp luôn nha. Đang còn vuông thành đứng cạnh này, chưa có gãy một cái chiếc răng cưa nào cả. Tim cảm biến chạm đáy nồi, đo được nhiệt độ nồi lên đến 200 độ thì sẽ tự động nhỏ lửa, và 250 độ thì sẽ tắt lửa khóa ga. Cái phần kiềng là bằng hợp kim thép chắc chắn, chịu được trọng lượng lên đến 30 cân này. Rất là đẹp luôn nha, mỹ mãn luôn. Thành vách chiếc này cũng xuất sắc này, chưa có bóp méo, chưa có hoen gì ở đâu. Độ mới bếp còn cao và hình thức bếp còn rất là đẹp nhá. Đây là phần phía sau ạ, đây là phần phía sau nhá, đây là phần cắm dây ga vào phía sau này. Đấy, đẹp mỹ mãn từ trong ra ngoài. Bảo là hàng Nhật bãi, hàng đã qua sử dụng, nhưng mà nhà em dọn rất là kỹ rồi, nhà em dọn cực kỳ sạch sẽ, và các bác về chỉ việc cắm dây ga vào sử dụng thôi. Bên cạnh đấy thì em còn bảo hành bếp cho mình là 1 năm, và đồng hành kỹ thuật tư vấn chọn đời bếp luôn. Chiếc bếp B1 em bán với giá là 3,2 triệu đồng. 3,2 triệu đồng bao ship, bảo hành bếp 1 năm và đồng hành chọn đời bếp luôn các bác nhé. Bác nào mà yêu thích chiếc bếp B1 màu trắng tinh khôi thì có thể chọn chiếc số 1 này ạ. Và sau đây là chiếc bếp số 2, một chiếc bếp màu
màu vàng nhạt một chút, nó là màu vàng nhạt một chút, tráng gương các bác nhá, mặt kính tráng gương, vừa nấu có thể soi gương được này. Đó, vừa nấu có thể soi gương được nha. Thì cái chiếc này em sẽ giới thiệu chi tiết thôi, em sẽ không nói kỹ giống như chiếc bếp B1 nữa, bởi vì các tính năng an toàn của nó thì như nhau, thì em sẽ giới thiệu chi tiết thôi nhá. Đây, các chức năng của bếp này, tự động nấu cơm, tự động nấu cháo này, phím 3 nấu hẹn giờ ngắn 3 phút, 10 phút và cài đặt nhiệt độ chiên rán này, phím 3S này. Đây, đồng hồ hẹn giờ của lò nướng này. Xem nội thất của chiếc này lò nướng đây nhá. Chiếc nào cũng rất là xuất sắc luôn, các bác thích màu nào thì lấy màu đấy thôi. B2 này. Thành vách đây nhá. Dạ đây ạ. Bo lửa đây. Đó, phần phía sau đây nhá. Đó, đây là phần bên ngoài này. B2 này. B2 các bác nhá. B2 cũng là 3,2 triệu đồng ạ. Tiếp tục là mã B3. B3 thì màu của nó sáng hơn, mặt phía trên của nó là màu đây. Màu hơi hồng hồng một chút, hơi cam cam một chút. Em cũng màu cam đào đi. Màu là màu cam đào này, cam đất này. Đó, phần phía dưới của nó thì là màu trắng tinh khôi này. Bác nào thích màu nào thì lấy màu đấy. Đây. Cái bếp này thì nó gần bình ga hơn nên là em sẽ bật lửa, các bác xem lửa rất là xanh đúng không ạ? Xanh như mắt mèo luôn, vô cùng xuất sắc luôn. Thương hiệu Osaka này. Các tính năng thì y chang giống hai con bếp kia, thì em chỉ chọn màu sắc khác nhau thôi. Ngoại thất đây ạ. Đó, ngoại thất đây các bác nhá. Đây. Thành vách nha. Rất là đẹp luôn nha. Bác nào thích màu nào thì lấy màu đấy. Đó, chiếc bếp B3 cũng là 3,2 triệu đồng các bác nhá. Lửa siêu xanh luôn. Lửa rất là xanh, xanh thì tiết kiệm ga, xanh thì không lo đen đít nồi. Một năm nhà mình sử dụng 5 bình ga thì bếp Nhật chỉ sử dụng hết 3 bình rưỡi, 4 bình ga thôi. Thì đây là 3 chiếc bếp mắt ếch. Rất là đẹp, đang có sẵn hàng tại kho nhà em. Những màu sắc khác nhau thì các bác có thêm cái sự lựa chọn này, chọn cho mình được cái chiếc phù hợp với nhu cầu sử dụng, với màu sắc mà mình thấy nó hợp lý. Đấy, bác thích màu nào thì lấy màu đấy nhá. 3 chiếc bếp này thì em bán bằng giá nhau là 3,2 triệu đồng ạ. Kho hàng nhà em thì tại Triệu Sơn, Thanh Hóa nhá. Bác nào ở gần thì có thể qua nhà em xem hàng, xem bếp trực tiếp. Còn ai ở xa thì em ship hàng Hàn Quốc, có cọc nhẹ để đi đơn các bác nhá. Các bác cọc giúp em vài trăm làm cái niềm tin mua hàng và cái chi phí vận chuyển thôi. Chỗ còn lại thì mình test bếp, nhận bếp, kiểm tra ok thì mình thanh toán cho shipper thôi ạ, không có gì khó khăn cả. Các bác yên tâm là hàng nhà em sẽ được test cẩn thận trước khi gửi, không có lo đâu nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã đón xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo ạ.